năm 2023 sắp khép lại, nhưng dư âm về những trái tim Khmer Krom rực cháy vì công lý chưa bao giờ tắt. Còn đâu cảm giác ấm áp sum vầy bên gia đình khi anh em Khmer Krom như Thạch Cường, Tô Hoàng Chương, Danh Minh Quang, Đinh Thị Huỳnh đang phải đối mặt với song sắc ngục tù. Nỗi bất công ấy khắc sâu như những vết xe trên quê hương của họ, nhưng cũng chính nó hun đúc tinh thần bất khuất trong lòng người Khmer Krom. Là những người đấu tranh cho nhân quyền, họ dấn thân vào con đường chông gai, tay không tấc sắt nhưng mang trong tim lý tưởng cao cả. Biết trước chông gai, anh em vẫn song pha, tiếng nói Khmer Krom vẫn vang dội đòi quyền thiêng liêng, quyền làm người, quyền tự do tỏa sáng trên quê hương họ. Từng lá thư kêu gọi, từng cuộc hội thảo, từng bài hát Khmer Krom đầy da diết đã hun đúc ngọn lửa yêu nước, bùng cháy sáng ngời giữa đồng bằng sông Mê Công rộng lớn. Năm 2023 là năm của những dấu chân kiên cường. Kiên cường như bà Đinh Thị Huỳnh, người mẹ Khmer Krom, dấu tù tội không khuất phục. Kiên cường như nhà hoạt động Danh Minh Quang, tiếng nói đầy can đảm đã thét lên tiếng yêu thương, công lý cho đồng bào Khmer Krom. Kiên cường như Thạch Cường, Tô Hoàng Chương, những ngọn lửa trẻ trung vẫn tỏa sáng dù ngục tối giam cầm. Dẫu rằng, hành trình đòi công lý còn dài và chông gai, tiếng Khmer Krom chưa thể ngân vang trên mảnh đất tự do nếu thiếu đi sự đồng hành của tất cả người Khmer Krom. Mỗi người Khmer Krom, dù ở trong nước hay hải ngoại, hãy khơi dậy trong tim ngọn lửa yêu thương quê hương của mình đang bị đô hộ bởi chế độ độc tài cộng sản. Hãy để năm 2024 là năm của sự bừng cháy, của tiếng nói đồng thanh vang vọng khắp đồng bằng Mekong, tiếng nói của người nông dân Khmer Krom chất phát, tiếng nói của người trí thức Khmer Krom kiên trung, tiếng nói của thanh niên Khmer Krom nhiệt huyết. Cùng nhau, ta hát vang bài ca tự do, bài ca công lý và hòa bình, bài ca Khmer Krom bất diệt. Đừng để ngọn lửa ấy chỉ hun nóng song sắt ngục tù. Hãy để nó hừng hực trên đồng lúa xanh rì, rợp bóng tháp cổ ăn co oát oai hùng ngày nào. Hãy để tiếng Khmer Krom ngân vang từ đồng bằng Mekong tới thế giới, để cả thế giới biết đến khát khao tự do bất diệt của con dân bản địa Khmer Krom tại đồng bằng rộng lớn này. Năm mới đang đến, hãy cầm tay nhau tiến bước, vững tin như Thạch Cường, kiên trung như Tô Hoàng Chương, bất khuất như Danh Minh Quang, dũng cảm như Đinh Thị Huỳnh. Cùng nhau, ta biến ước mơ thành hiện thực, đưa tiếng nói yêu chuộng công bằng và lẽ phải của người Khmer Krom tỏa sáng rực rỡ trên quê hương của ông cha để lại